Là cái con số 5 này này, cách đây tầm khoảng 2-3 năm đổ về trước là cứ ai nhắc đến con số 5 là Linh sẽ cảm thấy có cái gì đó nó gợn gợn, cảm thấy không vui lắm. Nhưng mà không hiểu sao càng ngày bây giờ ai mà nhắc tới con số 5 thì mình lại cảm thấy rất là thích ấy. Có một khoảng thời gian cưới đúng nhau thôi mà em già đi nhiều. Trước khi em gặp nhiều thì em có một cái quy tắc ở bên trong ấy, là mình sẽ không thích cái người mà kém tuổi dù là 1 tuổi. Quý vị đang cùng quay trở lại với Phong Cách 5 Sao của Khách Sạn 5 Sao. Thưa quý vị, đây là hai vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn được một thời gian ngắn. Chúng tôi cũng như là lẽ thường thì luôn luôn có một cái trắc nghiệm nho nhỏ để tìm hiểu về cái sự hiểu ý mà ăn ý của hai vợ chồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái hình ảnh đầu tiên. Khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao đúng không? Cái gì mà đơn giản vậy? Hãy suy nghĩ một cách phức tạp hơn đi à. Em nhìn số 5 em nghĩ là chắc là tương lai anh chị sẽ có 5 đứa con. Dễ sợ. Nhưng mà không, thủy hỏa thổ. Em nghĩ là về khoảng cách tuổi tác chăng? Trời ơi. Là em kém vợ em 5 tuổi. Thú thật là cái con số 5 này này, cách đây tầm khoảng 2-3 năm đổ về trước là cứ ai nhắc đến con số 5 là Linh sẽ cảm thấy có cái gì đó nó gợn gợn, cảm thấy không vui lắm. Nhưng mà không hiểu sao càng ngày bây giờ ai mà nhắc tới con số 5 thì mình lại cảm thấy rất là thích ấy, rất là sướng. Khi mà khoe ra là tôi hơn anh này 5 tuổi. Nhưng mà nếu như mà không nói về khoảng cách tuổi tác mà ai chưa biết thì có lẽ là sẽ không phát hiện ra điều này. Hai vợ chồng xem nhau. Em làm chứng, em không biết nha. Và em cũng nghĩ là anh Hiếu sẽ hơn tuổi chị Linh. Em có biết là có một khoảng thời gian cưới nhau thôi mà em già đi nhiều. Trước khi em gặp Hiếu thì em có một cái quy tắc ở bên trong ấy, là mình sẽ không thích cái người mà kém tuổi dù là 1 tuổi. Nhưng mà cuối cùng là không hiểu sao lại dần dần lại vướng phải bẫy của đồng chí này. Bẫy không, đâu? Không những kém tuổi mà còn kém nhiều tuổi. Tôi xin lỗi cô Linh ạ. Thưa quý vị, tôi chưa biết ai bẫy ai. Nhưng mà tôi nghĩ là cuộc đời này đừng nói trước về điều gì cả. Đúng. Thấy vậy. Không? Bây giờ chúng ta qua cái tấm số 2. Đông và Hải. Vâng. Đây cái là... từ này nói đến điều gì ạ? Biển đông độ... và dòng nước chảy. Đây là hai nhân vật mà ở trong phim Phố Trong Làng. Em đóng vai Đông. Vâng. Một bạn là bạn Thu đóng vai Hải. Hai nhân vật có cảnh tình cảm gì? Có cảnh tình cảm mà nói ra thì sợ vợ lại cứ nói này nói kia. Thôi mình cứ bảo em nhẹm đi, cứ làm xong cảnh đấy đi, chiếu lúc đấy mình dụ vợ mình đi đâu đấy chẳng hạn. Nhưng ai ngờ hôm đấy rủ vợ đi chơi, vợ cứ ở nhà xem phim. Thế là cuối cùng bị phát hiện ra, làm vợ em giận dỗi khoảng mất mấy ngày. Tại sao em lại không thú nhận báo trước cho vợ biết là mình sẽ có cảnh ngọt ngào như vậy để cô ấy chuẩn bị tâm lý từ trước? Chính xác, anh hỏi đúng cái câu hỏi là suy nghĩ của em luôn. Tại sao? Thì tại vì lúc ấy mình non, mình chưa có nhiều suy nghĩ gì sâu sắc về cái chuyện mà nói dối. Đấy, từ cái chuyện đấy ra em mới thấy là nói dối rất tai hại, nó kéo theo cả một cái hệ lụy nữa. Thế thì mình giận bao lâu? Giận chắc là vài ngày à? Làm gì đến vài ngày? Để đâu? Chắc phải một ngày mấy tiếng ấy nữa. Nhưng mà không đến mấy ngày. Nhưng mà vậy này Linh, dạ. Em cũng là người làm trong nghệ thuật mà. Chính vì mà chúng ta đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật anh ạ. Nhưng mà để có thể có được sự cảm thông thì chúng ta cần hết là cái niềm tin tưởng dành cho nhau. Một khi mà đã có được niềm tin rồi thì em nghĩ rằng là sẽ có được tất cả. Vâng. Sẽ rất là thoải mái. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chia sẻ của vợ chồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từ tiếp theo ạ. Suy nghĩ trẻ con. Suy nghĩ trẻ con à? Anh thấy có trẻ con không? Anh thấy mình cũng đôi lúc trẻ con một chút. Trẻ con với vợ mình thôi. Trước khi cưới nhau thì mọi người cũng hỏi câu hỏi là thế đã tìm hiểu nhau kỹ chưa? Đã biết chàng trai kia thế nào chưa? Bởi vì kém nhiều tuổi như vậy sợ có trẻ con hơn mình nhiều hay không? Nhưng mà thực sự là không có cái gì bằng cái cảm nhận của chính bản thân mình ấy. Thì tiếp xúc mình có thể có những cái hơn bạn ấy, bởi vì hơn tận 5 tuổi mà. Đúng rồi. Có thể là như thế. Nhưng mà khi mà về nhà chỉ còn có hai người thì Linh cảm nhận một cách rất là thật và chân thành, Linh mới là người trẻ con hơn chàng trai này rất là nhiều. Thật ra thì trong bài phỏng vấn đó thì Hiếu đã từng trả lời rằng vợ tôi có suy nghĩ trẻ con hơn tôi rất nhiều. Vâng. Ở nhà thôi. Ở nhà. Ở nhà thôi. Cho nên đó là chuyện công việc với cuộc sống thì anh chấp nhận là anh ít hơn em 5 tuổi, nên cái sự trải nghiệm và kinh nghiệm của anh làm gì đầy đủ như em đâu. Tôi đã biết bác thợ săn là ai rồi ạ. Thưa quý vị. Câu chuyện diễn ra vào khoảng năm 2020 thì phải. Ừ. Và cái lễ ngày chắc ngày lễ đầu tiên. Thì lúc đấy Valentine hả? Vâng.
định ý định tặng quà cho vợ em này. Thì mở túi ra còn đúng 250.000. 250.000 thì em rẽ vào cửa hàng thú nhồi bông. Ở đấy nhiều mèo đẹp lắm, thấp nhất thì nó cũng rơi tầm 250.000. Nhưng mà cái bình xăng của em lại hết. Bên cạnh đấy thì có con cún này. Thì em đành phải mua con cún này đấy và đổ đầy bình xăng. Lúc mang về tặng vợ thì em đấy em lấy lý do là nhìn con này đáng yêu quá, nhìn mặt nó lúc nào cũng đang trong trạng thái là ngủ nhưng mà rất tươi vui, giống như em ngủ mà mồm nó cũng cười. Ngủ mà cười là mình vừa như này xong mình là vợ. Ta thi thoảng cười thành tiếng luôn, còn bình thường con cười thành tiếng luôn. Thôi cái này là độc lạ nhé. Nhưng mà cũng phải kể thêm là món quà của anh Hiếu khi mà tặng em con cún bông em vẫn còn rất là nhớ đến bây giờ và vẫn còn giữ kèm theo một trích thiệp. Và em nhớ nhất một cái câu trong đấy là sau này nếu mà anh có điều kiện hơn, anh khá giả hơn, anh giàu có hơn thì khi đó anh sẽ tặng em nhiều món quà đắt tiền hơn. Còn đây nó là cái món quà chân thành nhất với anh ở cái thời điểm như vậy. Nhưng mà vậy nè, mọi người vẫn đang thắc mắc là khỉ với lại mèo là gặp nhau lần đầu ở đâu và vì sao là hai người lại... Đó là gặp nhau trong một dự án phim hài Tết tên là Giấc Mộng Quan Trường. Khi mà kết thúc phim rồi, ra mắt phim, họp báo sau. Thì sau cái cuộc họp báo đấy sẽ có một buổi liên hoan. Từ ngay lúc đầu đã thấy bạn rất ấn tượng với nụ cười rồi. Ồ, có nghĩa là gặp một phát là duynh, tiếng duynh, duynh luôn. Thì em bắt buộc em phải ngồi gần như là đối diện luôn. Đối diện để có thời gian ngắm nhìn rồi tương tác bằng ánh mắt trước chẳng hạn. Nhưng mà em có biết là chàng trai đó cố ý ngồi đối diện mình không? Không ạ. Không biết đâu, không biết đâu ạ. Không biết đâu ạ. Và em quyết tâm là ra làm quen lúc đấy. Cầm cốc bia. Cầm cốc bia. Mời bạn này xong thì bạn ấy bảo là bạn ấy xem 87. Em giật mình, thôi mình lại chuyển ngôi luôn. Xưng chị luôn. Em mời chị. Em mời chị, em mời chị ạ. Em cố gắng chuyển ngôi xưng từ chị em thành Linh. Hiếu Linh. Thật ra là bạn Hiếu ấy, kết buổi cái hôm đấy là bạn Hiếu bạn ấy có ý là mong muốn đòi đưa về. Mà em đòi mãnh liệt luôn ấy. Nhưng mà anh chị ở đấy thì thấy rất là lo ngại cho một cô gái liệu yếu đảo tơ. Ừ, liệu yếu đảo tơ trong dài. Sáng thánh thiện thế này lại rơi vào tay một con cáo tỉnh trường. Em ơi, cáo tỉnh trường. Quan điểm của em trong tình yêu, mình sẽ phải đi tuần tự các giai đoạn. Nó phải kéo dài tầm ít nhất là nó cũng phải vài tháng, không phải cũng phải hơn một năm trở lên. Đồng chí này là phá vỡ kỷ lục bao nhiêu năm. Khiếp. Đồng chí ấy, thời gian cưới em rất là nhanh. Vâng. Nói chung là tầm 8 tháng em quyết định là em cầu hôn. Thì mà... em định cầu hôn ở trên đỉnh Phan Xipang thôi. Lên tức là, trên đỉnh. Tức là kiểu nếu mà đồng ý thì kéo vô, mà không đồng ý thì đẩy luôn. Đúng không em? Tại sao biết bao nhiêu địa điểm để mà không cầu hôn? Nhưng mà hôm sau lại mưa rét, gió bão thì lại hoãn, không đi được nữa. Thế là cuối cùng là đêm hôm đấy em quyết định cầu hôn luôn. Thế là Linh cũng đồng ý luôn. Bỏ chạy sao được? Trong giai đoạn hẹn hò của bọn em là những lần hẹn hò đầu tiên là sẽ rủ nhau ra nhà hàng, ăn beef steak, uống rượu vang. Khi đó là đồng chí này sau đấy kể thì em mới biết được là bạn ý thậm chí có khi là phải vay tiền bạn hay sao ấy. Để đủ trả tiền cái bữa ăn ngày hôm đó là đâu gần 1 triệu. Nhưng lúc đấy thì em ngoài phong một tí. Nhân tiện nhắc đến cái chuyện này thì em rất là muốn share cho anh chị xem một vài cái dòng tin nhắn. Mà bây giờ thì mời anh chị hướng mắt lên màn hình thì chúng ta cùng theo dõi. Từ đầu ấy ở lâu rồi đấy. Chương trình siêu thật đấy. Khi vợ ốm đi quay. Vợ ơi, cơm anh nấu rồi. Canh khi nào em ăn đun lại cho hành vào ăn cho ngon nhá. Trứng luộc chín rồi anh để ở bếp cho nóng. Về em ăn thêm sườn sụn nhá. Ăn xong ngậm alpha trai. Ôi. Ngày xưa ấy, khi mà Linh chưa được gặp Hiếu, thường thì em vẫn luôn luôn là người phải độc lập làm rất là nhiều việc. Vậy nên mình nhìn xung quanh, mình thấy đọc những cái lời như vậy của những cặp đôi khác, mình sẽ nghĩ là ôi khiếp xến sống thế, sớm hết cả da gà này. Nhưng mà khi mình được ở trong cái trạng thái được chăm sóc, được hoàn yêu cảnh đấy, đúng không? Và mình gặp được đúng người rồi, mình được trở thành một đứa trẻ ở bên cạnh anh ấy, thì tự nhiên mình lại thấy những cái lời này thì sao nó đáng yêu thế. Ngày xưa em nghe một bạn stylist bạn ấy kể lại là vợ em đi làm ấy, có nghĩa là một tay bên này là quần áo, một tay bên này là đồ make up, xong là kẹp nách cái túi chứ cái gì thì em không biết, có nghĩa là cứ phang này đi hết sự kiện này sự kiện khác nhở. Nhưng mà bây giờ thì có chồng cái lại không nặng quá rồi, nặng quá. Món ăn này có quá nhiều kỷ niệm với em. Đậu phụ rán, đậu phụ luộc, trong cái lúc em ăn nhiều đậu nhất là lúc mà mẹ em đi công tác dài ngày, còn em ở nhà với bố. Và gần như là cả tuần ngày nào bố cũng cho em ăn đậu. Mà hồi đấy em không suy nghĩ được
nhiều như bây giờ. Rồi em còn ghét ấy, ghét mà cứ ăn phúc này ăn đậu này không thấy chán à. Thế là em còn nhiều lúc còn quát còn bực bố em ấy. Nhưng mà lúc mình lớn hơn một chút nữa rồi mình mới biết là hồi đấy mà cô bán đậu, cô mà không cho mình nợ tiền đậu thì chả biết là ăn cái gì cả. Và bố em cũng cố gắng rồi. Mình nghĩ lại thế. Bây giờ bố em cũng không còn nữa. Thật sự là lúc đấy mình chưa hiểu hết được mà lại còn trách nữa. Nhiều khi cái món ăn mình nghĩ nó đơn giản như thế nhưng lại không phải lúc nào chúng ta cũng có được những cái khoảnh khắc để ăn lại đúng cái món đó, đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ là cái món này thì có thể sẽ không ngon bằng món do ba bạn làm cho bạn đâu. Nhưng mà ít nhiều gì nó gợi nhớ đến cái khoảnh khắc, đúng không?